Xin kính chào anh chị em yêu quê đàn bầu. Video này cô Thanh xin dành tặng cho tất cả những học viên cũ đã từng học đàn bầu, cho tất cả những người bạn bè, anh chị em xa gần đã có những thời gian yêu và quyết tâm chinh phục quê đàn, nhưng mà sau một đoạn nhân duyên nào đó chúng ta lâu không tập, thì video này dành cho các bạn. Và ở phần cuối video, cô Thanh sẽ xin dành tặng cho những người hữu duyên một món quà mà cô Thanh do chính tay cô Thanh làm. Giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đã lâu rồi thì khi chúng ta không tập đàn thì việc đầu tiên chúng ta làm gì? Đầu tiên chúng ta lôi cây đàn ra, lau chùi lại và chúng ta ôm ấp cây đàn với những đen của nó, chúng ta ôm vào lòng này và chúng ta sẽ tưởng tượng lại những ngày tháng và chúng ta bắt đầu đến với đàn bầu ấy, thì chúng ta có một cái tâm nó hồ hởi, nó tràn đầy năng lượng nó như thế nào. Và chúng ta ngẫm lại khoảng dành cho 1 đến 2 phút nhé. Sau đó chúng ta bắt đầu luyện lại từ đầu với những nốt nhạc như thế này. Việc cần của chúng ta là chúng ta tập lại đồ son đô mí son đố, và ở các bậc dây buông này thì chúng ta sẽ chơi phần tay phải cho tiếng đàn nó vang đều, tất cả 6 điệp đàn nó vang lên, các âm thanh nó là giống nhau, về mặt cường độ phải là giống nhau. Cô Thanh làm lại nhé. Sau đó chúng ta sẽ luyện nhanh hơn, nâng tốc độ lên. Đồ đô son mi đô son mi đô, tức là bậc 1, 3, 2, 4, 3, 5 và 4, 6. Tức là chúng ta đi xuống. Đô mi son đô mi son đô đô. Chúng ta hãy làm chậm như vậy đã để cho tiếng đàn thật là nét, thật là đúng điểm đàn, và về mặt cường độ thì âm thanh là giống nhau, không có bị tiếng to và tiếng nhỏ. Sau khi chúng ta làm tốt rồi, chúng ta nâng tốc độ lên. Đến đoạn này, các bạn có thể tạm dừng video để chúng ta sẽ tập khoảng từ 5 cho đến 10, thậm chí là 20 lần để chúng ta đạt được tốc độ nhanh như vừa rồi và tiếng đàn vẫn rõ nét và vang, cường độ như nhau, các bạn nhớ nhé. Sau đó, xong phần này rồi, chúng ta bật tiếp video lên và chúng ta sẽ đến phần tập nhấn quãng hai trưởng tay trái. Đô rê son la, đô rê son la. Bắt đầu. Khi làm chậm rồi và khi mình nhấn lên đô rê son la, nó nét, không bị phô, chúng ta lại nâng tốc độ lên để cho cái level nó ở một mức độ khó hơn như thế này ạ. Thậm chí nhanh hơn nữa. Tức là cái bài vừa rồi các bạn có rất nhiều kỹ thuật trong đó. Cách các bạn nhấn quãng hai trường thật là chuẩn. Rê la rê la và rê, và chúng ta gảy tốc độ nhanh nhưng tiếng đàn vẫn nét. Các bạn nhớ phần cổ tay, cổ tay đã hay nói với học viên rằng là múc cháo đó. Chúng ta sẽ làm 5 phút liền như vậy thì cái technique của chúng ta rất là tốt. Wow. Sau khi chúng ta tập tốt cái phần nhấn lên quãng hai trường này, chúng ta tập nhấn xuống quãng hai trường. Và chúng ta sẽ làm thật chậm thôi ạ. Điều cần là chúng ta phải nhấn chuẩn và tiếng đàn nét, nó không bị như này. Đó, nó không bị như thế, vì cái lỗi này là một cái lỗi mà 100% tất cả những người học đàn bầu khi mới học đều mắc phải. Bản thân cô Thanh ngày xưa cũng mắc phải. Chúng ta phải tập thật là chậm, thật là kỹ. Sau khi chúng ta làm chậm và nét rồi, chúng ta nâng tốc độ lên. Liền trong 5 phút. Đoạn vừa rồi khi mà chúng ta làm tốt rồi trong 5 phút và không bị vấp, không bị phô, và không bị tiếng đàn nó bị rơi ra khỏi điểm đàn, tức là thật là chuẩn nét ý, thì chúng ta lại nâng tốc độ tiếp lên. Dù nhanh hay là chậm thì điều cần nhất là chúng ta cần phải để cho tiếng đàn thật là nét và âm thanh nó không bị phô,
tiếng đàn vang lên đều nhau bởi cường độ. Thưa các bạn rằng vì có một cái thời gian dài chúng ta không tập, cho nên là tay chúng ta về mặt kỹ thuật ấy, về tất cả những cái sự gọi là hưởng ứng của cơ thể của mình với cái đàn bầu ấy, thì nó có những cái mặt hạn chế do lâu ngày chúng ta không tập. Thì chúng ta nhớ một điều rằng chúng ta cứ đi từ thật là chậm thôi. Và Thanh không cần muốn các bạn phải đi nhanh đâu, đi thật chậm nhưng mà tiếng đàn phải thật nét là đúng nhá. Cái video này này các bạn có thể dừng lại rất nhiều lần khi nghe một cái phần điều nào đó, các bạn thực tập luôn, tạm thời dừng video để chúng ta làm tốt rồi chúng ta mới nghe tiếp. Thế và sau khi chúng ta đã luyện dây buông chuẩn rồi này, từ chậm cho đến nhanh, rồi chúng ta nhấn lên quãng hai trưởng từ chậm cho đến nhanh, rồi chúng ta nhấn xuống quãng hai trưởng từ chậm cho đến nhanh, thì như vậy là các bạn đã khởi động lại một cái chu trình mới rồi đấy, rất là tuyệt vời. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Và như đã giữ lời hứa với các bạn thì cô Thanh dành tặng cho tất cả các anh chị em hữu duyên, những người mà comment ở dưới cái video này, các bạn comment dưới video này để chúng ta kết nối với nhau qua số điện thoại nhé. Rồi chúng ta, cô Thanh sẽ gửi cho các bạn, cho cô Thanh địa chỉ, cô Thanh sẽ gửi tặng quà. Cô Thanh đã làm bằng chính tay của mình, với cái năng lượng của mình và tình yêu của mình, xin gửi đến các bạn yêu đàn bầu. Video này tạm dừng tại đây, và nếu mà các bạn thấy video này hữu ích, xin bấm đăng ký kênh để nhận các video sau của cô Thanh, và xin để lại những lời bình luận góp ý để cô Thanh tiếp tục làm những video tiếp theo để phục vụ tất cả các bạn, và cho chúng ta có một đời sống bên trong thật dồi dào và giàu có. Xin chào.